Loa siêu trầm JBL Bud 30 nha anh em nhé. Mã này là con mã 836 này nhé. Con này thì cái e-căng của nó là có thể nhìn xuyên qua được đấy. Anh em có thể nhìn thấy được bên trong cái quả loa, cái mảng loa nó rung động luôn. Đấy, e-căng của nó đây, mình tháo ra này. Đấy, đây là cái mã JBL Bud 30 nhé, e-căng nó này. Đấy, nó có thể nhìn xuyên qua được. Bát loa thì đây là những cái dòng bát chất lượng cao này, anh em có thể nhìn này. Và được làm với cái màu trắng nhìn rất là nổi bật. Còn cái thùng thì là thùng gỗ lạng, kiểu vân gỗ lạng này. Đây, bát 30. Con này đánh cực kỳ là uy lực. Cái này mình cũng đã có video chi tiết cho anh em rồi. Anh em có thể, anh em nào cần video chi tiết hoặc hình ảnh chi tiết thì báo mình gửi ảnh. Đây là phần đằng sau của nó này. Đó. Đầy đủ các tính năng rồi, hỗ trợ các cổng đầu vào theo kiểu AV hoặc là lấy trực tiếp từ đường tín hiệu công suất. Màu đen A836. Con này cũng là biến áp xuyến nha anh em nhé. Biến áp của nó là biến áp xuyến. Ok, mình sẽ cắm vào trong dàn mình test thử cho mọi người nghe. Mình đã lắp nó vào trong cái dàn test rồi, và ở đây mình đang chạy nó bằng cái đường công suất này nhé. Đấy, mình lấy trực tiếp từ đường công suất của đẩy ra. Đó. Đây là tín hiệu trầm đang đánh cùng với loa full này. Mọi người có thể đeo tai nghe vào để cảm nhận nhé. Bây giờ mình tắt trầm đi này. Và bây giờ mình lại bật lên này. Đó. Anh em có thấy là tiếng trầm nó được hỗ trợ lên rất là mạnh rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cho to công suất lên nhé. Mình sẽ cho nguyên trầm đánh này. Các thiết bị ở trong nhà là rung. Đấy, mọi người có thể thấy là đồ đạc trong nhà mình phát ra những tiếng rung. Các tiếng là phun đi là nghe rõ những tiếng rung đồ đạc trong nhà. Anh em nào mà ưng cái quả này thì có thể liên hệ bên mình, hoặc là cần thêm những chi tiết về cái quả này, hình ảnh cũng như là video chi tiết. Mình cũng đã làm những video chi tiết rồi thì anh em có thể liên hệ bên mình để bên mình gửi video hình ảnh cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.